Các Linh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với phần tin tổng hợp của ngày thứ sáu, 9 tháng 8 năm 2019 với những phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần tin hôm nay là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi câu chuyện của học sinh Lê Hoàng Long 6 tuổi em mãi mãi không bao giờ quay trở về nhà với bố mẹ của mình nữa sau buổi học ngày thứ hai trong cuộc đời học sinh của mình. Thì sự thật của câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ, vẫn còn rất nhiều nghi vấn và hàng loạt những câu hỏi chưa có lời giải đáp, mặc dù là có một cuộc họp báo chớp nhoáng à, diễn ra ngay sau đó. Và tiếp theo là những bài viết phanh phui về vụ bà Nguyễn Thị Xuân Trang sinh năm 1986 là con gái của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, có cổ phần 14,3% trong trường quốc tế Gateway. Tuy nhiên trong vụ việc này thì có hiện tại có rất nhiều sự quan tâm khác nhau. Bên cạnh những câu hỏi về uẩn khúc quanh vụ việc thì nổi bật là những ý kiến chê trách, lên án thái độ của trường Tiểu học Quốc tế Gateway đối với vụ việc của đối với cái chết của học sinh Lê Hoàng Long. Mà trong đó nổi bật là ghi nhận của một Facebooker có tên là Nguyễn Trường Uy và đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các độc giả. Ông Nguyễn Trường Uy nói rằng là vào sáng ngày 9 tháng 8 thì một nhóm phụ huynh của nhiều trường khác nhau đã xếp những ngọn nến trắng thành hình trái tim cùng với những bông hoa trắng và đặt trước cổng trường Gateway để cầu nguyện cho bé Lê Hoàng Long. Và theo cộng đồng mạng thì đây là một cử chỉ đẹp và văn minh để bày tỏ cái sự tưởng nhớ đến bé. Thế nhưng theo ghi nhận của báo chí thì số nến và hoa trắng tưởng niệm này đã bị dọn đi ngay sau đó. Và có một số phụ huynh có con học tập ở trường này thì nói rằng là họ muốn con của họ tập trung vào trong cái chuyện học, không muốn có hoạt động xáo trộn với ngày thường. Và bên cạnh đó, trong thông báo trên trang web chính thức của trường Gateway vào ngày 9 tháng 8, cũng đề nghị mọi người là không nên thực hiện các hoạt động tưởng niệm. Và một chia sẻ khác từ Facebook có tên là Trịnh Sơn, ông nói rằng tôi tặng cho cháu một cành hoa à, vì không một thầy cô nào đặt một cành hoa hay một ngọn nến nơi cháu mất. Nhà trường không cho nghỉ học dù chỉ một ngày để thể hiện lòng tưởng niệm, đó là giáo dục chứ đâu, đó là văn hóa chứ đâu, đó là văn minh tân tiến và hiện đại chứ đâu. À, theo ông Trịnh Sơn thì trường học là để dạy, vậy thì hãy dạy từ những điều đơn giản và sơ đẳng như thế. À, dạy cho các cháu biết đặt một cành hoa, một ngọn nến cho bạn của mình vừa mất, dạy nói lên sự thật, dạy các cháu biết lắng động cảm xúc, chứ đừng dạy vô cảm như là một cổ máy vô tri. Đó là lòng nhân ái, là sự thật và là trách nhiệm. Vì giáo dục chạm đến trái tim là như vậy. Đây là lời kêu gọi ông Trịnh Sơn đưa ra với ông Phùng Xuân Nhạ. Và câu cuối cùng ông Trịnh Sơn nói trong cái uh, uh, chia sẻ của ông đó là. Chứ dậy như các người lâu nay làm thì đừng trách khi quan chức chết dân vỗ tay reo vui. Thưa quý vị, một sự việc khác cũng tạo ra cái sự quan tâm rất lớn trong cộng đồng mạng trong ngày 9 tháng 8, đó là nhiều facebooker đã đồng loạt share một tấm ảnh cho thấy à, đó là một cái tấm biển có ghi công ty cổ phần Weibo, truyền thông mạng xã hội Việt Trung đăng ký hoạt động với sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội ở tại quận Long Biên. Thế là hàng loạt những suy đoán đã xảy ra trên cộng đồng mạng xã hội cho rằng đây là bằng chứng để thấy mạng Weibo do Trung Quốc kiểm soát và đã vào Việt Nam để kiểm soát tư tưởng và hành vi của người dân trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì theo một YouTuber trong nước nhưng mà người này xin phép được giấu tên nói rằng đây là một chiêu trò của một bạn trẻ rất am hiểu về thị trường xu hướng công nghệ hiện tại và theo người này thì trong nước hiện nay có một nhóm bạn trẻ chuyên lấy những video về các nội dung rất đa dạng của trung quốc về đăng lại về làm lại và đăng lên do đó là họ sẽ không có vi phạm bản quyền và họ có được rất nhiều view gọi là view cho những cái video đó còn về tên miền wibo vn thì theo những cái người youtuber giấu tên đó đã được theo họ là đã được mua trước để sau này cái trang người trang tên miền này đúng thời điểm thì sẽ được đem đi bán lại với giá rất cao và thưa quý vị giải thích này thì khá trùng hợp với lại thông tin mà báo tuổi trẻ đã đưa lên cùng ngày à, đó là ông Nguyễn Lê Minh Quân là người đứng tên sử dụng tên miền uh, wibo vn cũng là người đã đăng ký giấy phép kinh doanh à, thành lập công ty cổ phần weibo à, với nhiệm vụ với chức chức năng là chuyên việt hóa một số nội dung trên trang weibo trung quốc à, tên miền weibo vn đã đăng ký gần một năm nhưng mà chưa có nội dung hoạt động Báo mạng ICT News ở Việt Nam thì có hẳn một bài phóng sự à, phỏng vấn dài đối với ông Nguyễn Lê Minh Quân thì trong đó ông khẳng định là đây là một đây là công ty 100% vốn của Việt Nam và không liên quan gì đến Trung Quốc. À, ngoài ra công ty của ông cũng chưa có ý định làm về mạng xã hội. Tuy nhiên khi mà đài và việt ngữ của VOA ở có trụ sở ở Washington phỏng vấn ông Nguyễn Lê Minh Quân thì trả lời với VOA qua messenger có nghĩa là qua cái phần tin nhắn của Facebook thì ông nói rằng là chúng tôi đăng ký mua tên miền Quy Bô theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và đây là công ty của Việt Nam và Trung Quốc thì hai cái phần trả lời của ông đã đối lập nhau hoàn toàn. ICT News có thuật lại lời ông Quân nói rằng công ty Weibo JSC là công ty dịch vụ truyền thông quảng cáo, khai thác các nội dung số trên mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam. À, công ty chúng tôi sẽ tiến hành hợp tác cũng như là khai thác, phân phối bản quyền các nội dung số trên các mạng xã hội của Trung Quốc cũng như là các mạng xã hội quốc tế khác và các nội dung khai thác đều có bản quyền, tuân thủ với lại pháp luật quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay. Và ông cũng khẳng định với lại ICT News là họ chưa có ý định làm về sản phẩm về mạng xã hội. Và thưa quý vị, theo độ phủ sóng của những tin tức về công ty Weibo này hiện nay trên mạng xã hội và truyền thông trong nước trong một ngày qua cho tới tận ngày hôm nay, thì rõ ràng là công ty Weibo của ông Nguyễn Lê Minh Quân đã không cần phải tốn một đồng tiền nào cho chiến dịch quảng cáo thương hiệu. Thưa quý vị, liên quan đến những phần tin quốc tế, thì đài truyền hình TVNZ có nghĩa là đài truyền hình TV của New Zealand vào hôm 9 tháng 8 cho biết là cơ quan di trú New Zealand vừa có một hoạt động quyết định là ngăn chặn 47 du học sinh Việt Nam nhập cảnh vào nước này vì họ đã phát hiện có sự gian lận trong hồ sơ xin cấp visa du học bà trợ lý giám đốc điều hành cơ quan di trú New Zealand cho biết là văn phòng Mumbai đã phát hiện ra 47 trường hợp này à, gian lận tài chính từ phía Việt Nam. vào tháng 11 năm 2018 một quốc gia khác là Nhật Bản đã đóng cửa 12 công ty tư vấn du học của Việt Nam từ tháng 11 năm 2018 cho tới tháng 3 năm 2019 vì à, chính phủ Nhật Bản nghi ngờ rằng các công công ty này đã cung cấp chứng chỉ tiếng Nhật giả để cho các du học sinh làm hồ sơ du học à, tại Nhật Bản. Nguyên nhân chủ yếu là các công ty du học này đã cung cấp những cái thông tin sai lệch, có những hành vi là không minh bạch trong việc à, à, cung cấp thông tin của ứng cử viên về trình độ tiếng Nhật, năng lực chuyên môn hoặc là khả năng tài chính của họ. Liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, một nhân viên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đó là ông George, Park đã từ chức ở Bộ Ngoại giao và quyết định của ông bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ năm 8 tháng 8 à, điều tin này được ông viết trong một cái bài diễn đàn và ông gửi vào tờ Washington post ông nói rằng ông không còn có thể hoạt động không, không không còn có thể phục vụ cho một quốc gia tự mãn đặc biệt là sau vụ nổ súng hàng loạt làm chết rất nhiều người ở El Paso trong tuần vừa qua trong bài diễn đàn này ông chết bác nói rằng trong 10 năm ông phục vụ ở Bộ Ngoại giao Ông đã làm việc để truyền truyền bá những gì mà ông tin đó là giá trị của nước Mỹ như là tự do, công bằng và khoan dung. Nhưng mà theo ông thì ông nói rằng càng ngày tôi càng thấy rằng tôi trong một tư thế là phòng thủ, tôi phải đấu tranh để giải thích cho người dân của những quốc gia khác về những mâu thuẫn ở trong ở ở, ở trong nước Mỹ. Ông phát nói rằng sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa qua thì ông ông phải tự nói với mình rằng ông đã tự mãn và ông cho rằng là ông phải để cho sự nghiệp đóng cửa cái lương tâm của mình. Ông Park Jr cũng nói rõ trong bài viết là con trai ông sẽ 7 tuổi vào trong tháng 8 này và bé được sinh ra ở El Paso là một thành phố mà nơi có 22 người vừa bị giết và trong thời gian trong tuần vừa qua bởi một cái tuyên ngôn giống như ngôn ngữ của tổng thống của chúng ta đây là cái cách mà ông George Bach đã dùng trong cái bài bài diễn đàn mà ông gửi cho tờ Washington Post ông nói rằng tôi không còn có thể biện minh cho ông ta hoặc là cho chính tôi sự đồng lõa của tôi trong các hoạt động của chính quyền này đó là lý do tại sao tôi từ chức và trong một email gửi cho CNN ông nói rằng ông đã quyết định từ chức trước khi vụ nổ súng xảy ra. Thưa quý vị, một bản tin để kết thúc phần tin tổng hợp ngày hôm nay đó là huyền thoại điện ảnh Pháp Alain long một trong những nam diễn viên điển trai nhất trên mọi thời đại của màn bạc, đã may mắn vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo và ông đang hồi phục tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ sau khi ông bị đột quỵ và xuất huyết não vào tuần trước. Con trai cả của ông là Anthony Delon đã xác định tin này với hãng thông tấn AFP và cho hay là à ông Alain Long rất rất may mắn là ông Alain Long đã không bị liệt và không và tình trạng hiện tại của ông là khá ổn định. Trước đó vào ngày 19 tháng 5 thì ngôi sao điện ảnh 84 tuổi này được nhìn thấy xuất hiện rất phong độ tại à, à, tại buổi lễ cành cọ vàng danh dự cho sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy của ông tại liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Khi còn trẻ thì à, ông nổi tiếng với vẻ ngoài rất đẹp trai và cái câu nói là đẹp trai như Islander Long gần như là một cái câu nói cửa miệng của người dân Sài Gòn trước đây. Tuy nhiên, Islander Long cũng là một người có rất nhiều scandal về đời sống, tình ái của ông và cũng như là những cái phát biểu gây rất nhiều tranh cãi. Năm 2013 trên sóng của đài truyền hình quốc gia Pháp thì Islander Long có nói có phát ngôn một điều đó là người đồng giới là đi trái với lại tự nhiên gần đây nhất là năm 2018 cũng trên sóng đài truyền hình quốc gia Pháp. Ông Alain Delon nói rằng việc tác phụ nữ là thể hiện đẳng cấp của một quý ông. À, vì lẽ đó mà cái giải thưởng cành cọ vàng dành cho Alain Delon hồi giữa năm nay đã khiến dư luận có những cái tranh cãi khá là khốc liệt. Thưa quý vị, đó là những phần tin tổng hợp đáng chú ý chúng tôi gửi đến quý vị trong ngày thứ sáu 9 tháng 8 năm 2019. Các Linh xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.